Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Một nguồn tin từ văn phòng Thủ tướng Israel hôm qua cho biết các nhà đàm phán nước này sẽ về nước sau cuộc đàm phán cùng ngày tại thủ đô Cairo của Ai Cập sau khi một đề xuất mới về lệnh ngừng bắn tại Gaza và việc trao đổi con tin giữa hai bên được soạn thảo. Theo đó, tại vòng đàm phán mới nhất ở Cairo, đề xuất mới về một thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas đang được các bên trung gian soạn thảo và Israel ủng hộ đề xuất này. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh đến nay đã có gần 33.000 người Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát giữa Hamas và Israel kể từ đầu tháng 10 năm ngoái. Bên cạnh đó, các tổ chức quốc tế đã liên tục cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói trầm trọng tại vùng lãnh thổ của người Palestine. Hôm qua, chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên bất ngờ phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận chung trên không gần bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của máy bay ném bom B-52H có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận có sự tham gia của máy bay ném bom B-52H cùng các chiến đấu cơ đến từ ba quốc gia diễn ra trên các vùng biển ở đông nam đảo Jeju. Cuộc tập trận nhằm củng cố năng lực ứng phó của ba quốc gia. Đáng chú ý, cuộc tập trận này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa này đã bay khoảng 600 km trước khi rơi xuống vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Cùng ngày, các đặc phái viên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lên tiếng phản đối vụ phóng trên, nhất trí tăng cường phối hợp ba bên để đưa ra phản ứng quốc tế thống nhất trong vấn đề Triều Tiên. Hiện Bình Nhưỡng chưa đưa ra thông báo nào liên quan vụ phóng trên. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ ba của Triều Tiên trong năm nay và nó diễn ra chỉ 2 tuần sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát cuộc tập trận sử dụng bệ phóng rocket đa nòng siêu lớn ở khu vực phía tây nước này. Cũng trong ngày hôm qua, cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng mạnh mẽ liên quan đến vụ tấn công của Israel nhằm vào cơ quan ngoại giao Iran ở Syria hôm 1 tháng 4 khiến 7 sĩ quan thiệt mạng. Người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công và yêu cầu các bên tôn trọng các nghĩa vụ ngoại giao theo luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo bất kỳ tính toán sai nào cũng có thể dẫn đến xung đột lớn hơn ở khu vực vốn dĩ đã căng thẳng với những hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh lên án vụ tấn công và phản đối bất kỳ hành động nào làm leo thang căng thẳng. Theo đó, an ninh của các thể chế ngoại giao là bất khả xâm phạm cũng như chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Syria cần phải được tôn trọng. Một loạt các quốc gia khác như Indonesia, Nga, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Jordan, Iraq, Ả Rập Xê Út và Oman cũng chỉ trích vụ tấn công của Israel vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, có thể làm giảm triển vọng đạt được hòa bình lâu dài trong khu vực. Trong khi đó, Nga đã đề nghị triệu tập một cuộc họp Hội đồng Bảo an về vụ việc này. Từ hôm qua, người dùng có thể sử dụng ChatGPT mà không cần đăng ký tài khoản thay vì phải đăng nhập như trước đây. Tính năng mới này tạo ra sự tiện dụng hơn cho người dùng, nhưng bất lợi là không thể xem lại lịch sử trò chuyện. Cách thức mới chỉ có trên phiên bản web, chưa áp dụng cho ứng dụng di động. Đây là nỗ lực của OpenAI nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa dịch vụ ChatGPT. Ngoài ra, do bất cứ ai cũng có thể sử dụng, OpenAI cho biết sẽ có biện pháp bảo vệ bổ sung như ngăn chặn một số câu lệnh, nhưng chưa nêu cụ thể là câu lệnh nào. Cuối năm 2022, nhiều người dùng ở các quốc gia đã từng gặp khó khăn trong việc đăng ký, thậm chí phải chi hàng trăm nghìn đồng để mua tài khoản ChatGPT. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang bước vào những ngày đẹp nhất của mùa xuân khi những cánh hoa anh đào bắt đầu khoe sắc rực rỡ. Năm nay, thời gian hoa nở rộ sẽ kéo dài từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 4. Mặc dù nở muộn hơn một tuần so với năm ngoái, năm nay hoa anh đào vẫn khoe sắc sớm hơn thường lệ do nhiệt độ tăng cao ở thủ đô Seoul những ngày gần đây, đánh dấu lần nở sớm thứ 5 kể từ năm 1922. Thông thường, những bông hoa anh đào đầu tiên chỉ bung nở từ khoảng ngày 8 tháng 4 hàng năm. Theo các chuyên gia, mùa hoa anh đào bắt đầu sớm hơn trong những năm gần đây là do biến đổi khí hậu. Trước năm 2014, hoa anh đào tại Seoul chưa từng nở trước tháng 4. Thủ đô Seoul có mật độ hoa anh đào trồng khá dày, nên lễ hội hoa anh đào cũng được tổ chức ở nhiều nơi để người dân có thể thưởng lãm. Những điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất ở Seoul có thể kể đến hồ Sắc Trơn, rừng Seoul, tháp Nam Gian, công viên trẻ em Seoul, cung điện Trang Jeong Geung hay cung điện Trang Đức Geung.
Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.